Uống thì cũng bình thường, không có gì ngon. Đâu thấy gì ngon đâu. Không thấy gì ngon luôn. Cà phê của chú Long mới đơn giản vậy mà có người mua. Hồi kỳ có một bài phốt đó là lấy sĩ cà phê của ổng, thực sự cà phê của ổng chẳng có gì đặc biệt cả. Lúc sáng thì đã mua một ly uống rồi. Làm thì cũng rất là dễ làm thôi. Thứ nhất đó là cà phê thì đương nhiên cà phê Trung Nguyên, với lại sữa đặc ngôi sao Phương Nam, rồi xong phim. Rồi cái phần kem béo á, cái phần kem á, cái phần mà kem muối á cũng rất là dễ. Cái phần kem đó mình có thể là mua sữa tươi mà cái loại mà nguyên kem á, sữa tươi nguyên kem, tức là sữa tươi mà chưa tách béo ra đó, thì mình mua xong rồi mình lấy cái đồ đánh trứng bằng máy á, mình sẽ đánh cho nó thành cái kem tươi. Không, nhưng mà trước khi mà mình đánh á, thì mình phải nêm một ít một chút xíu. Ồ, tự nhiên có chiếc xe hơi nó chuẩn bị, nó chạy lên trên cầu đó, thì mình sẽ nêm, mình sẽ lấy cái sữa tươi đó, mình nêm thêm một ít chút xíu muối nè, dằn thêm một ít đường nếu mà muốn ngọt, còn nếu mà không muốn ngọt thì thôi, hoặc là mình cũng có thể thêm các loại mùi hương như là cacao này nọ. Nói chung rồi sau đó thì sẽ đánh lên, đánh cái phần kem đó lên là nó sẽ ra thành cái kem tươi. Nhớ là bỏ thêm một miếng muối cho nó mặn mặn nha, bỏ thêm muối hồng á, hoặc là muối ớt cũng được, nói chung muối nào cũng được, bỏ một chút xíu thôi cho cái vị nó mặn mặn thôi đó, vậy thôi đó. Rồi cái xong cà phê thì cà phê sữa bình thường thôi, rồi bỏ kem muối lên, rồi rắc thêm một miếng bột topping lên trên đó nữa. Có thể sử dụng bột cacao hoặc là bột gì, bột cà phê gì đó, muốn bỏ bột gì bỏ. Nhưng mà cái bột đó phải xay mịn đó, rồi đó thì thành cà phê muối thôi. Chứ hôm bữa mình thấy có cái bài post của chú Long nói là gì lấy giá sỉ mấy triệu một tuần, thấy không có cần thiết, bởi vì cái món nó rất là dễ. Mà lúc sáng mình uống rồi cà phê chú Long chú gì cũng chẳng thấy gì đặc biệt, rất là bình thường. Nó chỉ đơn giản là cái vị cà phê sữa, nhưng mà cái cà phê đó nó nhạt hơn khá là nhiều so với việc mà mình uống cà phê ở trong Circle K. Ở trong Circle K đó mua một ly cà phê sữa. Nhưng mà nếu như mà uống cà phê đó, mình không thích uống gọi là cái loại mà nửa mùa, giống như cà phê muối nha. Nếu như muốn cà phê, một là cà phê đá, hai cà phê sữa, rồi xong phim hết ách. Đó, giống như cà phê truyền thống thôi. Còn giống như là biến tấu này kia, mix này nọ, thấy cũng chẳng có gì ngon, chẳng gì đặc biệt. Uống lúc sáng á, uống cà phê của chú Long vô, nó khá là nhạt, cái vị nó khá là nhạt, bởi vì cái hàm lượng cà phê nó ít, nó không có đậm giống như là cà phê đen mình mua ngoài lề đường. Đó, cái vị của nó thì nó hơi béo béo thôi, nó hơi béo béo bởi vì đó, cái bản chất của nó là cà phê sữa rồi, đương nhiên là nó sẽ béo béo rồi. Với lại cái phần kem ở trên đó là cái phần kem mịn đó, thì cái phần kem ở trên thì đó là cái phần kem mịn, nó béo béo với lại nó mặn mặn một chút xíu thôi. Kem đó là kem lạc mà nó hơi mặn mặn một chút xíu thôi, rất là ít, mặn rất là ít. Khi mà uống á, thì mình có thể là ăn, mình có thể là lấy cái ống hút á, kèm theo á, để giúp cái cục kem nó lên ăn, thì nó hơi béo béo và nó cái vị nó hơi mặn mặn. Hoặc là mình cũng có thể khuấy đều hai cái hỗn hợp đó lên. Nếu như mà khuấy đều hai cái hỗn hợp đó lên á, thì có một cái biết gì không, nó sẽ hòa tan ở trong cà phê một ít thôi, nhưng mà nó hòa tan dưới dạng mà kết tủa, nó không có hòa tan hoàn toàn, không có hòa quyện hoàn toàn. Sau khi mà mình uống vô á, sau khi mà khuấy xong uống á, thì cũng thấy nó lợn cợn thôi, nó cũng béo béo lợn cợn vậy thôi. Nói tóm lại á, thì cà phê chú Long được cái đó là ảnh hưởng của truyền thông rất là giống như vậy mà lên trên đó kể khổ kể gì hết.